Và đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhá. Còn bây giờ là 9 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 12 năm 2019. Và thì đơn vị đồ gỗ Tùng Tám tôi đang thi công lắp đặt bộ cuốn thư câu đối tại nhà anh Hồng Đãi ở khu 6 Yên Dưỡng và Cẩm Khê Phú Thọ đây. Rất gần cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thôi, cách khoảng 2 cây số. Còn thì trên hình ảnh quý vị đây là không gian của nhà anh Hồng Đãi nhá, khu 6 Yên Dưỡng nhá. Vâng, chị cứ vào làm. Và giới thiệu quý vị đây là bộ đồ thờ gồm có một chiếc sập trên quỳ đục ngũ phúc này và một chiếc sập thờ bên trên là mẫu Mai Điểu. Kèm theo cuốn thư câu đối và chất liệu chúng tôi làm bằng gỗ và hoàn toàn bằng gỗ nhá. Bằng toàn bộ những chữ ở trên Đức Liêu Quang và hai câu đối là chúng tôi lắc vàng Đài Loan quý vị. Đây được chúng tôi phủ một lớp sơn PU và màu cánh gián để hợp với tông màu gỗ cụ và rất là đẹp. Đấy, chất liệu và bóng mờ. Và đây hình ảnh quý vị, đây là chị chủ nhà, chị Hồng Đãi và đây là con trai trưởng của chị. Và quý vị nào muốn sở hữu một bộ thờ đầy đủ sập và bàn thờ và hình phi câu đối như của nhà anh Hồng Đãi, anh chị Hồng Đãi ở khu 6 Yên Dưỡng này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Và cơ sở tôi nằm tại xã Văn Khúc, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và chuyên nhận các đơn đặt hàng theo yêu cầu của mọi nhà, kích thước phù hợp theo không gian từng nhà. Và hoàn toàn tôi thi công bằng chất liệu gỗ tự nhiên nhé. Đấy, quay chi tiết hơn cho quý vị xem chiếc sập đây. Và chiếc sập này là có kích thước là 1m6 2m quý vị ạ. Và được người chạm là nho cổ vào trong này. Vâng, bốn chân anh tôi đục tùng lọc mà được dây chạm khắc hoàn toàn thủ công bằng tay, 100% bằng tay, đường nét rất là chi tiết. Và cũng như chiếc bàn thờ cũng thế, chúng tôi chạm hoàn toàn bằng tay hết. Và cũng như cuốn thư và câu đối hoàn toàn tôi chạm bằng thủ công bằng tay, chẳng tôi rác vàng Đài Loan. Vâng thì xin cảm ơn gia đình nhà chị Hồng Đãi nhé. Vâng, đã tin tưởng và dùng gỗ của được cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em. Vâng, em chân thành cảm ơn và chúc gia đình làm ăn phát đạt nhé. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em nhé. Đây. Vâng.